Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón xem bản tin thời tiết nông vụ ngày 20 tháng 2, tức ngày mùng 2 Tết của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa bà con, nơi có nắng nhiều cùng với nền nhiệt cao nhất trên phạm vi cả nước thời gian này vẫn là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong ngày mai, nắng xuất hiện từ sáng và kéo dài đến chiều muộn, nên nhiệt độ tiếp tục duy trì ở mức cao từ 27 cho đến 30 độ ở khu vực Tây Nguyên và từ 30 cho đến 33 độ ở các tỉnh thành của Nam Bộ. Thời tiết khô hanh và nắng nhiều ở Nam Bộ thời gian này là điều kiện thuận lợi cho quá trình xâm nhập mặn tại đây diễn ra mạnh mẽ hơn. Điều này sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho sản xuất nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy, ngay từ bây giờ để phòng xâm nhập mặn thì bà con nên chủ động cho các biện pháp như sau. Thứ nhất là đầu tư nạo vét kênh mương, đắp đập thời vụ ngăn mặn và trữ nước ngọt chống hạn cứu lúa, tổ chức giám sát quá trình xâm nhập mặn thường xuyên. Vận hành hợp lý các công trình thủy lợi, đảm bảo tiêu thoát, ngăn mặn và đưa nước ngọt về, định kỳ thoát nước mặn và nguồn nước ô nhiễm trên kênh rạch. Trở lại với tình hình thời tiết tại khu vực Trung Bộ, trong đêm nay thì toàn khu vực trời phổ biến nhiều mây và chỉ se lạnh với mức nhiệt thấp nhất từ 19 cho đến 21 độ. Đến trưa chiều mai thì mây giảm, trời chuyển nắng ráo và nâng mức nhiệt tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế lên ngưỡng từ 24 cho đến 27 độ. Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận thì nền nhiệt cao hơn, phổ biến trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ. Ngược ra phía Bắc, trong đêm nay và sáng sớm ngày mai thì khu vực Bắc Bộ trời vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, có sương mù và độ ẩm trong không khí cao trên 85%, nên nhiệt độ ít biến đổi so với những ngày vừa qua ở mức từ 18 đến 20 độ ở vùng đồng bằng và trung du, còn khu vực vùng núi thì nền nhiệt thấp hơn khoảng từ 2 đến 3 độ nên trời chỉ rét nhẹ. Ban ngày mây giãn, trời đôi lúc có những khoảng nắng nhẹ và nhiệt độ tăng lên mức từ 25 cho đến 27 độ. Riêng các tỉnh thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ như là Lai Châu, Điện Biên và phần phía Bắc của tỉnh Sơn La thì nền nhiệt có thể lên mức từ 28 đến 30 độ vào thời điểm giữa trưa nên sẽ có cảm giác hơi nóng. Thưa bà con, thời tiết âm u cùng với mưa phùn và độ ẩm cao tại Đông Bắc Bộ thời gian này là điều kiện thuận lợi cho bệnh phồng lá chè phát sinh phát triển. Bệnh này nếu không phòng trừ kịp thời thì sẽ làm cho chất lượng cây giống có thể bị ảnh hưởng. Cùng với đó, năng suất chè sẽ bị giảm đi đáng kể. Bởi vậy, để phòng trừ dịch bệnh hại thì bà con có thể áp dụng tổng hợp các biện pháp như sau. Thứ nhất là tăng cường kiểm tra phân loại các nương chè, làm sạch cỏ dại, tỉa bớt cành cây che bóng tạo độ thông thoáng, tránh bón quá nhiều đạm hay là bón nguyên phân đạm. Bón cân đối NPK, tăng cường bón thêm phân kali để tăng sức chống chịu bệnh cho cây chè. Đối với nương chè hoặc những là vườn ươm giống chè xuất hiện bệnh phồng lá thì phải ngừng bón phân hóa học, xử lý bằng thuốc theo hướng dẫn. Đối với những nương chè bị bệnh nặng thì cần áp dụng biện pháp đốn đau hoặc là đốn phớt. Sau đốn thì phải thu dọn sạch cành lá chè, đem đốt hoặc là chôn sâu để tiêu diệt nguồn bệnh. Tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các vùng trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, buổi sáng có sương mù, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, với nhiệt độ thấp nhất từ 15 cho đến 18 độ và nền nhiệt cao nhất từ 25 cho đến 27 độ. Khu Tây Bắc là từ 28 cho đến 30 độ, với độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét nhẹ vào đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất từ 17 cho đến 20 độ và nền nhiệt cao nhất từ 23 đến 26 độ, với độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%. Tại các tỉnh từ Nghệ An cho đến Thừa Thiên Huế, đêm và sáng nhiều mây, có mưa ở vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ và nền nhiệt cao nhất từ 24 đến 27 độ. Với độ ẩm trung bình từ 83 cho đến 88%. Tại các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ và nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 27 cho đến 30 độ. Với độ ẩm trung bình ở phía Bắc là từ 83 cho đến 88%, còn ở phía Nam là từ 78 đến 83%. Vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 14 cho đến 17 độ và nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, với độ ẩm trung bình từ 75 đến 80%. Tại các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20 cho đến 23 độ và nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, với độ ẩm trung bình từ 77 cho đến 82%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.